Xin chào quý vị và các bạn nha, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh YouTube của mình. Ở clip trước thì mình quay về cái gói thầu A7 thì mình mới phát hiện ra là cái đường liên cảng Phước An thì nhà thầu đã làm được khá là nhiều. Thì bây giờ mình đang đứng ở cái chỗ này là phần sát gần cái cầu bắc qua một cái lạch nhỏ của nhánh sông Thị Vải để dẫn vào cây cầu Phước An. Mình quay lại cho các bạn cùng coi những cái hình ảnh về cái đường dẫn vào cầu Phước An. Đó, phía xa xa có mấy cái đầu cần cầu cần trục đang thi công cái phần móng cầu Phước An này. Xin lỗi, móng của cái cầu nhỏ vượt qua cái nhánh sông để đi vào cầu Phước An. Từ cái cầu vượt của đường cao tốc Bến Lức Long Thành mà cho tới sát cái mé cầu nhỏ này thì khoảng hơn 2 km. Đây mình đứng từ bên trong mà mình nhìn ra đây các bạn. Thì sẽ có một dịp nào đấy mình quay cận cảnh chính xác hơn. Đường liên cảng Phước An cũng như là đường dẫn vào cầu Phước An được đầu tư với giá là 1.000 tỷ đồng. Chiều ngang là 61 m và chiều dài là khoảng cái chừng 6 km. Tính từ cái cầu vượt của đường cao tốc Bến Lức Long Thành cho tới sát chân cầu Phước An. Đây là những hình ảnh của cái đường vào cầu Phước An. Đây là một cái nhánh sông nhỏ thì trên cái tuyến đường dẫn vào cầu Phước An, nhà thầu cũng đang làm một cái cây cầu. Thì những cái hình ảnh các bạn thấy so với lại cây cầu bắc qua sông Thị Vải của cao tốc Bến Lức Long Thành ở bên trái khoảng cái chừng 2-3 km thì cái lượng máy móc cũng như là số lượng công nhân làm việc ở đây rất là đông. Mặc dù là cái cầu này chắc ngắn hơn là cái cây cầu bắc qua sông Thị Vải. như các bạn cũng thấy, nhà thầu tập trung khá là nhiều nhân lực vào đây. Đoạn đường dẫn 6 km từ cầu vượt của đường cao tốc Bến Lức Long Thành cho tới sát cái chân cầu Phước An đây, mình đang quay cho các bạn coi. Đây là phía gần giáp sông Thị Vải, đầu của phía Bà Rịa Vũng Tàu. Đó, các bạn có thể thấy là cái một đầu của phía Bà Rịa Vũng Tàu, cả một cái khu vực này toàn là đầm lầy rất rộng, chỉ một số ít những cái cây mọc, còn mình thấy quá trời là nước mênh mông. Đó, đây phía trước mặt các bạn là một đầu của cầu Phước An bên phía Bà Rịa Vũng Tàu, sông nước mênh mông. Sông Thị Vải có nhiều cái nhánh rẽ nó ngoằn ngoèo nhìn như là cái con giun. Hướng nhìn về phía khu công nghiệp Phước An, vừa là khu công nghiệp vừa là cái cảng Phước An. Toàn bộ cái khu vực này được quy hoạch với diện tích là 540 hectare, rất là lớn. Mình quay lại cái hướng đường dẫn vào cầu Phước An. Do tình cờ mình mới phát hiện ra. Bởi vậy mình không có chuẩn bị được nhiều. Chỉ quay được một vài hình ảnh cũng như là nhớ được một ít dữ liệu về cái tuyến đường này. Hy vọng là clip sau thì mình sẽ có thời gian cập nhật cũng như là thông tin quay rõ và chi tiết hơn cho các bạn cùng xem. Giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video clip sau.